Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần và Kẹo sẽ lại tiếp tục mua ác để tặng cho mọi người chơi nhé. Các bạn đang theo dõi trên trang web đó là thử may.vn. Hiện tại thì cái shop ác này có bán rất là nhiều những cái loại ác nha mọi người. Hôm nay là Kẹo sẽ thử vận may Free Fire 70k nha anh em. Vẫn như thường lệ thì Kẹo sẽ mua ác và tặng cho anh em thôi. Nói chung là cái thử vận may này thì anh em hên xui, anh em sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội để anh em nhận được những cái ác khủng mà giá rẻ nha mọi người. Ok, như vậy là Kẹo đã mua xong 3 cái ác cho anh em. Bây giờ thì Kẹo sẽ vào để mua cho anh em thêm một cái ác trắng thông tin nữa để tặng cho các bạn nha. Và giới thiệu cho anh em luôn cái cách mua ác trên thử may.vn. Đó, ok, lượn lờ qua một xíu nào anh em ơi. Để xem là bây giờ có cái ác nào nó ngon ngon một xíu thì Kẹo sẽ mua tặng cho mọi người nha. À đây rồi, ở đây thì Kẹo có thể là có một cái ác 450k nhá, rank bạch kim này anh em. Wow, thật sự để mà nói thì cái ác này 450k nhưng mà có khá là nhiều đồ cũng như là skin nha anh em, mua luôn này. Đó, ok, như vậy là đây là cái lịch sử mua của Kẹo nha các bạn ơi. Đó, thì những cái ác này Kẹo sẽ tặng cho anh em. Bây giờ thì Kẹo sẽ vào thử cái ác đầu tiên luôn nha các bạn ơi. Ok này, hiện tại thì những cái ác trên trang thử may.vn này anh em đăng nhập bằng Facebook nha các bạn. Ok, wow, như vậy là Kẹo đã đăng nhập thành công. Úi dồi, làm quả thử may 70k trúng ngay 21.860 kim cương này. Đã chưa các bạn ơi? Cơ bản là cái máy của Kẹo nó bị dở hơi anh em ơi. Tức là mỗi lần vào game anh em sẽ phải setup lại cái cấu hình đấy. Ok mọi người, cơ bản là những cái ác ở trên thử may.vn này đều là những cái ác trắng nha anh em. Đấy, tức là anh em như kiểu là đây, mình đang có đó là 21.860 kim cương này. Bây giờ thì Kẹo sẽ đi khô máu và đi đập phá hết cái số kim cương này nha các bạn ơi. Ok, cái đầu tiên mà Kẹo muốn đập phá đó là cái vòng quay chế tác nha anh em. Thì cái vòng quay chế tác này mới được xuất hiện trong Free Fire trong cái tuần vừa rồi thôi anh em ơi. Anh em nghĩ là liệu rằng với 21.680 kim cương thì Kẹo có thể phá đảo được cái vòng quay này hay không nhỉ? Đây, ok mọi người, chúng ta sẽ quay theo kiểu gọi là tốc độ luôn nha mọi người. Đấy, tức là sẽ quay 5 vé một lần luôn nha các bạn ơi. Ơ nhưng mà không hiểu sao nhưng mà có những lần nó lại quay chậm anh em ơi. Ok, hiện tại thì Kẹo đã có được hai đá chế tác này. À đâu, bây giờ là, ui dồi ôi, phải gọi là lên đồ liên tục luôn các bạn ơi. Đấy, bây giờ là 4 đá chế tác này và 4 bản thiết kế rồi nha. Tiếp tục khó máu nào mọi người. Úi dồi ôi này, 5 đá chế tác và 4 bản thiết kế rồi nha mày. Ok, quay phải gọi là tốc độ luôn các bạn ơi. Tiếp tục quay nào mọi người. Đây, úi dồi ôi nào, quay tốc độ lên nào. Và để xem là chúng ta có thể trúng được cái gì đấy các bạn. Wow, không trúng này. Tiếp tục quay nào nha mày. Trời ơi, quay nãy giờ là hết có xíu kim cương thôi mà, nên là sao phải ngại hả các bạn. Ok, mình đang có là 8 đá chế tác này, với lại thì có 5 cái bản thiết kế nha. Úi dồi, đây sẽ là cái bộ gọi là ngon nhất trong cái vòng quay chế tác này. Bên dưới sẽ là những cái bộ mà nó cùi cùi hơn anh em ơi. Ok, thì anh em sẽ cần những cái đá chế tác cũng như là bản thiết kế thì anh em sẽ đổi được những cái bộ trang phục này. Ok, mình đổi luôn cái gói vệ binh tinh tú nam nha. Trời ơi, trông ngầu vãi trưởng nha em ơi. Đổi luôn và không cần suy nghĩ luôn nhỉ anh em. Còn gói nam và gói nữ này, mình sẽ đổi bộ nam trước luôn nhá. Ok, đổi luôn này. Anh em thấy thơm chưa, ngon chưa? Đã chưa các bạn ơi? Trời ơi, công nhận là cái bộ trang phục mà kiểu nó ngầu vãi trưởng luôn. Nếu như mà anh em muốn có được ác VIP giá rẻ thì anh em hãy truy cập vào trang thử may.vn và cùng Kẹo thử vận may nha các bạn. Quay đều và lại chúng đá chế tác rồi các bạn ơi. Đấy, lên đá chế tác liên tục luôn nhé. À mà công nhận là cái vòng quay chế tác này thì quay nó cũng khá là rẻ thôi anh em ơi. Tức là anh em quay 5 vé quay chỉ hết có 180 kim cương thôi à. Nào, khô máu này các bạn ơi. Úi dồi ôi, phải gọi là chúng đá chế tác liên tục luôn nha mọi người. Đó, quẩy khô máu luôn chứ ngại gì hả các bạn. Anh em thấy chưa, lên đồ liên tục luôn nha mọi người. Anh em thấy là có trúng liên tục không ạ? Trời ơi, công nhận là zip kit có khang anh em ơi. Mua được cái ác có 70k mà được khá là nhiều kim cương, anh em quay phải gọi là mỏi tay luôn nha. Ok, tiếp tục đổi bộ trang phục nào anh em ơi. Đây, Kẹo sẽ đổi luôn cái gói vệ binh tinh tú nữ nha anh em. Trời ơi, ngầu vãi trưởng này các bạn ơi, các bạn thấy ngon chưa?
hôm nay là kẹo quyết khô máu để quay, gọi là quay ôn luôn cái vòng quay chế tác này nha các bạn ơi. Khô máu luôn chứ ngại gì mà không quay hả anh em. Đây, bây giờ là còn mấy món nữa thì kẹo sẽ cố gắng quẩy nốt luôn nha anh em. Đấy, cứ tiếp tục khô máu thôi chứ ngại gì mà không khô máu hả các bạn. Mua được cái ác có 70k mà được tạo hơn 21.000 kim cương các bạn. Nên là khô máu đi anh em. Lộc trời cho mà các bạn. Ok, quẩy luôn nào anh em. Đó, chúng bản thiết kế liên tục luôn. Và chúng ta sẽ lại đổi đồ thôi nha em ơi. Gói sát thủ không gian nam này. Ok luôn này. Trang bị nhanh luôn chứ ngại gì mà không trang bị hả anh em. Đấy nhá. Như vậy là còn 3 cái bộ trang phục nữa. Ok các bạn, mình sẽ cố gắng quay và đổi nốt 3 cái bộ trang phục này luôn. Ok, quẩy nào anh em ơi. Ơ nhưng mà vòng quay nó lại quay chậm quá nhỉ. Mình là thích quay nhanh cỡ anh em ơi, không thích quay chậm đâu nha. Đấy, quẩy và nhận được đá chế tác liên tục luôn các bạn ơi. Ok. Nào, quay đều, quay đều, quay đều. Tiếp tục mở nào anh em. À không trúng à, à không trúng à, à không trúng à. Ok, trúng bản thiết kế vũ trụ này. Mở nào anh em ơi, khô máu nào. Tiếp tục mở nào. Wow, đậu xanh, toàn là không trúng vậy. Thôi xong rồi, đen có vậy anh em ơi. Ok này, đã trúng rồi nhé. Đây, bây giờ thì kẹo sẽ vào đổi lấy 5 viên đá chế tác này, với lại hai cái bản thiết kế và có luôn cái gói sát thủ không gian nữ nhá. Còn hai bộ nữa nha mọi người, đó là bóng ma thiên hà nam và nữ, có cả liệu linh hồn vũ trụ nữa. Ok, tiếp tục quay nào anh em ơi. Nhiều kim cương thì ngại cái gì mà không quay. Khô máu nào anh em ơi. Quẩy nào. À, khá là nhiều nha anh em. Đây, tha hồ cho anh em quay thoải mái luôn nhá. Tuyệt vời chưa các bạn ơi. Ok này, tôi gọi là đá chế tác lên liên tục luôn nha, cũng như là bản thiết kế vũ trụ luôn nhé. Quay nào các bạn ơi. Quẩy. Nhanh tay nào anh em ơi. Ok, toàn là chúng bản thiết kế thôi vậy. What the hell. Ok, ta đã có được thêm đá chế tác rồi nha các bạn ơi. Đó, chúng được rất là nhiều đá chế tác nha anh em. Vào tiếp tục đổi đồ thôi nha em ơi. 3 đá chế tác với lại một cái bản thiết kế là đổi được cái bộ trang phục này rồi. Ngon. Đó, còn lại cái bộ trang phục bóng ma thiên hà nữ với lại liệu linh hồn vũ trụ nha. Ok, từ từ các bạn ơi. Quẩy luôn, quay luôn, chứ kẹo không ngại đâu nha anh em. À, xem là chúng ta sẽ trúng gì nào anh em ơi. Ok, thêm một đá chế tác nữa rồi. Vào đổi đồ luôn nhỉ. Đây, gói bóng ma thiên hà nữ này. Trời ơi, hôm nay là kẹo khô máu, gọi là khô máu quay ôn cả cái vòng quay chế tác luôn các bạn ơi. Đây nhá. Còn các skin liệu linh hồn vũ trụ thì bây giờ là quay cố gắng kiếm thêm một viên đá chế tác nữa thôi nha em ơi. Chỉ cần một viên đá chế tác thôi mà. À, ok, có luôn này anh em. Đổi thôi chứ ngại gì mà không đổi hả anh em ơi. Đây, kẹo sẽ đổi nốt luôn cái liệu linh hồn vũ trụ nha anh em. Skin này trông ngầu vãi trưởng này. Đó, quy đổi này. Và chúng ta sẽ vào trong cái mục xem trước này. Đù. Nổ đẹp ghê ha anh em. Đấy, như vậy là tính sơ qua thì anh em, nếu mà anh em muốn quay hết được cái vòng quay chế tác này đấy, gọi là khô máu đấy, thì anh em sẽ tốn tầm khoảng đó là 12.000 kim cương. À đâu anh em, lúc đầu vào là 21.000 kim cương cơ mà. Ok mọi người ơi, nên là anh em sẽ tốn tầm khoảng là 15.000 kim cương nhá. What the hell. Quay vàng thôi mà chúng cả gói hầu gái quyến rũ nữa cả. Đậu xanh ngon có tai anh em. Lúc nãy là quay vòng quay chế tác nó nhiều quá, đâm ra là được tặng nhiều vàng anh em ơi. Bây giờ là có một vài cái vé quay miễn phí, kẹo cứ quay miễn phí thôi. Được chơi anh em. Bây giờ thì ở trong cái vòng quay kim cương này, ok, khô máu luôn nhá. Mình đang có là 6.560 kim cương nha. Khô máu để quyết giành lại được cái bộ trang phục này luôn. Đơn giản là kẹo đang có đó là 41 vé quay kim cương miễn phí nha mọi người. Trời ơi, cứ dã 10x như này, thảo nào tốn kém vãi trưởng các bạn ơi. Ok, một vé quay nữa này. Lucky hiện tại là 45 nhá. Nhận thưởng thêm và khô máu thôi nha em. Chứ kẹo không ngại gì đâu nhá. Úi dồi ôi, làm quả quay 41 vé quay kim cương mà không có trúng này. Trời ơi, xót tiền quá các bạn ơi. Thôi thôi, ra ngoài cái đã nhá. Đây, mình xem là có cái nào quay nó rẻ rẻ hay không, hay là trong shop có cái đồ gì mới không thì kẹo sẽ mua luôn nha anh em. Đấy, toàn là mấy cái đồ Sida thế à. Và để con nào anh em, hình như là có cái nhân vật mới Laura thì phải. Ok, thì kẹo sẽ mua cái gói nhân vật Laura nha các bạn ơi. Đây, gói mật vụ siêu đẳng Laura đây.
giảm giá luôn 100 kim cương nhỉ anh em. Ok. Ơ nhưng mà đậu xanh hình như là anh em mua cái gói này hình như là chỉ là gói quần áo thôi các bạn ơi, chứ còn là anh em sẽ không có được nhân vật thì phải. Từ từ cái đã anh em ơi, cái arc này còn chưa có cả thú cưng nữa cơ. Nếu kẹo sẽ mua thú cưng đó là chó máy này, ok, hay còn gọi là cún robot này, với lại thì mèo mèo nữa các bạn ơi. Vậy nha anh em, áo ra ngoài để xem nào anh em. Tủ đồ này, đó, trời ơi, có 296 cái mảnh quy đổi. Mình sẽ đổi luôn cái bộ trang phục quý ông lịch lãm tím này nha anh em. Đấy, trông ngầu chứ các bạn, nó lại ngầu quá nhỉ. Nó khá là giống với cái bộ trang phục Tuxedo, nhưng mà anh em nhìn cái bộ này nó ngầu hơn nhiều. Ngoài ra thì kẹo còn có thể là đổi được cái thẻ level 4 nhân vật nữa. Ok, đổi luôn. Bây giờ là xem nâng cấp cái Laura Max. Ơ, đậu xanh biết ngay mà. Mua cái gói kia chỉ là gói quần áo thôi các bạn ơi. Còn mua nhân vật anh em sẽ tốn thêm đó là 499 kim cương nữa. Trời ơi, Garena bữa nay gọi là hút máu ghê vậy ta anh em. Ok, trang bị luôn cái gói trang phục mật vụ siêu đẳng nhỉ. Đây, unlock luôn khe kỹ năng luôn nha các bạn ơi. À quên mất, đây nó là cái arc mới nên không có nhân vật nào cả, nên là anh em mở kỹ năng cũng chẳng add thêm được cái kỹ năng nào cả anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái thẻ nâng cấp nhân vật này và nâng cấp được lên level 4 của nhân vật Laura luôn nha các bạn. Tí nữa thì xem cái arc này cũng sẽ tặng cho mọi người luôn nhá. Ok nào các bạn ơi, mình sẽ tiếp tục vào trong cái vòng quay kim cương nha. Bây giờ là kẹo đã lấy lại được bình tĩnh và chúng ta sẽ cùng khâu máu nào anh em ơi. Còn lại 3611 kim cương nhá. Ok, chuẩn bị khâu máu thôi. Chứ ngại gì hả anh em. Úi dồi ôi, đậu xanh, đậu xanh. Hết kim cương rồi. Một vé quay cuối cùng này. Thôi xong. Thôi xong, tôi lại ngu rồi anh em ơi, biết ngay mà. Trời ơi, quay cái vòng quay kim cương kia công nhận là phí tiền quá cơ các bạn ơi. Mấy cái mà kẹo mua đầu video thì sẽ tặng cho anh em cả nha. Và nếu như anh em đang nhập được thì hãy comment ngay bên dưới video nhá. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.